Lục Độ Tập Kinh. Tập 3. Nhẫn nhục. Trước đây có hai huynh đệ Bồ Tát, từ mỗi người bỏ tiền mua hàng hóa trong nước, cùng nhau tới một nơi tên là xứ Hỏa Thân bán hàng hóa. Đệ đệ, phía trước không xa chính là xứ Hỏa Thân. Huynh tạm thời dựng trại ở đây. Hôm nay đệ tiến vào đó trước, thăm dò tình hình, quan sát tốt xấu như thế nào, rồi phái người quay lại báo tình hình thực tế cho huynh biết. Vâng ạ. Đợi tới xứ Hỏa Thân, chúng ta không thể mặc quần áo được nữa. Hy vọng thời tiết đừng quá lạnh. Hả? Đệ mặc quần áo hay không, đó là chuyện của đệ. Cho dù huynh tới xứ Hỏa Thân, cũng sẽ không cởi quần áo đâu. Thật không ra sao, mất mặt chết đi được. Đúng vậy, sao có thể không mặc quần áo được. Tôi chắc chắn sẽ mặc quần áo. Đúng vậy. Đại ca à, người phước báo nhiều tự nhiên ăn mặc đầy đủ, mà người phước báo ít dựa vào sức lực cực khổ. Hiện tại xứ Hỏa Thân không có Phật, không có Pháp, không có chúng sa môn, có thể gọi là đất không có người. Mà chúng ta tới đó, mọi việc đều muốn làm theo ý mình, đâu phải là chuyện dễ. Chúng ta tới xứ của họ thì nên nhập gia tùy tục, ra vào đều nên tuân theo lễ nghi của xứ họ. Tâm phải mềm mỏng, lời nói phải khiêm tốn, giấu sự sáng suốt, bày vẻ ngu dốt. Đây mới là điều mà hành giả Bồ Tát trước tiên phải suy nghĩ tới. Không thể nào. Lễ nghi không thể thiếu khuyết, đạo đức không thể thoái lui. Chúng ta làm sao có thể Hỏa Thân ngoại được, mà hủy hoại lễ nghi mà chúng ta vốn đang tuân theo trước đây được. Đại ca đừng tức giận. Phép tắc và nguyên tắc của thánh hiền xưa, thà mất thân mạng chứ không thể mất đức hạnh, đây là đạo lý của giới vậy. Nhưng mà bên trong là vàng, bên ngoài là đồng, lễ nghi của Phật tùy thời thay đổi. Lúc mới bắt đầu gặp phải quỷ bán, sau đó mới được tán thán. Đây là đại đạo huyền xảo phương tiện mà. Vậy thì phải nên làm sao? Đúng vậy, đi ra bên ngoài vẫn nên nhập gia tùy tục thôi. Có đạo lý. Vậy để đi thăm dò thử xem, huynh xem tình hình rồi tính tiếp. Vâng ạ, đại ca yên tâm nghỉ ngơi ở đây, đợi tin tốt của đệ. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta sắp xuất phát rồi. Tập tục của xứ Hỏa Thân đó là vào ngày 15 hàng tháng, vào đêm trăng tròn, tổ chức vui chơi, dùng dầu mè bôi lên đầu, đất trắng vẽ lên người, cổ đeo các loại xương, lấy hai viên đá đập vào nhau làm nhạc khí, nam nữ nắm tay ung dung tự tại ca hát nhảy múa. Bởi vì người em tuân theo phong tục lễ nghi của xứ Hỏa Thân, nơi nào người em tới, người dân trong nước đều vui vẻ tán thán. Quốc vương yêu mến người em, người dân kính trọng người em, dùng lễ nghi đối với thượng khách để chiêu đãi người em. Hơn nữa, quốc vương còn mua hết toàn bộ hàng hóa của người em, lại thuê người em bán giúp đặc sản địa phương với lợi nhuận gấp 10 lần. Cái gì? Muốn ta bỏ lễ nghi của loài người mà làm theo hành vi của loài vật sao? Đâu phải là hành vi của người quân tử. Đệ đệ muốn làm như vậy, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng mà chủ nhân, đệ đệ của ngài đã điều tra rõ ràng. Được rồi, được rồi, không cần phải nói nhiều. Mau đi chỉnh đốn hàng hóa, chuẩn bị xuất phát.
chúng ta phải tới xứ Quả Thân trước khi trời tối. Lúc này, người anh cố chấp theo ý mình, không muốn tuân theo phong tục lễ nghi của xứ Quả Thân, ngồi xe tiến vào nước họ. Đám người mang rợ không hiểu giáo hóa. Quốc vương điện hạ tôn kính, ta là thương nhân đến từ một đất nước xa xôi, mang đến rất nhiều hàng hóa mới mẻ, hy vọng là ngài có thể thích. Ta thấy ngươi ngồi xe tiến vào nước ta, lại mặc quần áo mà tới. Nếu như ngươi đã không tuân theo quy tắc của chúng ta, chẳng lẽ còn muốn chúng ta mua hàng hóa của ngươi sao? Chuyện này... Bảo hắn cút đi! Bảo hắn cút đi! Chúng tôi không chào đón ngươi! Mau cút đi! Cút đi! Ta đến từ đất nước lễ nghi, làm sao có thể giống như các ngươi Quả Thân đi ngoài đường. Mau cút đi! Mau cút đi! Đừng nói đi nhiều! Ta sẽ đánh chết ngươi đi! Đi đi! Đi đi! Cút đi! Đám người mang rợ các ngươi không biết lễ phép, không có giáo dưỡng, lại còn chỉ trích ta sao? Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Kết quả người anh làm trái lòng dân. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Đám người mang rợ đây, mau thả ta ra. Có nghe thấy không? Quốc vương tức giận, người dân không hoan nghênh người anh, không những cướp đoạt hàng hóa của người anh, còn lấy gậy gộc đánh người anh một trận. Đừng qua đây. Cứu ta với. Cái gì? Sao đại ca lại ngồi xe tiến vào nước họ chứ? Nghe nói người anh gặp chuyện không may, người em mau chóng chạy tới trước mặt quốc vương thỉnh tội thay người anh. Xin quốc vương tha thứ cho hành vi lỗ mãng của đại ca thần, mà thả huynh ấy ra. Thần bằng lòng nhận phạt thay cho huynh ấy. Quốc vương thấy người em thành khẩn cầu tình cho người anh như vậy, lại nghĩ tới hết thảy lời nói cử chỉ của người em từ lúc bước vào nước mình, quyết định thả người anh ra. Được rồi, người đứng dậy đi, ta thả hắn ra là được chứ gì. Đa tạ quốc vương nhân từ. Đại ca, đi, chúng ta về nhà thôi. Thế là hai huynh đệ cùng nhau quay về quê hương. Đại ca, hóa ra huynh ở đây để tìm huynh nãy giờ đó. Đại ca, những người này sao với đệ lại thân thiết như vậy? Cùng huynh lại thù chứ? Ban cho đệ rất nhiều nhưng lại cướp của huynh, có phải là đệ nói xấu ta ở trước mặt họ hay không? Hả? Không có, đại ca, đệ không hề nói gì. Từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp anh đều tàn nhẫn với ngươi, không tha cho ngươi một phút nào. Nguyện ta đời đời kiếp kiếp gặp Phật, gặp Pháp, thân cận phụng sự sa môn, cha mẹ, xã hội, đất nước, thánh giáo, bốn ân trùng khắp như trời, nhờ đó mà cứu giúp chúng sanh. Ta phụng sự đại ca cũng giống như đối đãi bản thân vậy, tuyệt không làm trái lời thề này. Ừ.
Từ đó về sau, mỗi đời hai người gặp nhau đều là đại ca khắc đệ đệ, mà đệ đệ thường cứu giúp đại ca. Người em khi đó chính là thân ta, mà người anh chính là đề bà Đạt Đa.